Audio TMX xin được gửi lời chào đến toàn thể anh chị em yêu âm nhạc và ca hát. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến mọi người một cái dòng loa full chuyên karaoke mang thương hiệu BOB với hai model là CSS 2012 và CSS 2010. CSS 2012 là full bass 30, còn CSS 2010 là full bass 25 với bass là 25 nhá, bass 25 và bass 30. Thì đối với thương hiệu BOB thì đều đã có và anh em nào cũng biết với cái thương hiệu BOB này rồi, một trong những cái dòng sản phẩm và một trong những cái thương hiệu rất là nổi tiếng về âm thanh, nghe nhạc cũng như là karaoke. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu mọi người hai cái dòng model này. Phải nói rằng đúng là chất BMW so với các cái thương hiệu như là bây giờ cũng đang nổi tiếng là B3 và các thương hiệu khác, thì đúng là chất BOB và đúng là tiền nào của đấy, thì hai cái sản phẩm này nó rất là đẹp, em về với số lượng nó cũng không được nhiều cho lắm, nên là anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ em ngay để sở hữu được cái dòng sản phẩm rất là chất của mang thương hiệu BOB dành cho những anh em nào yêu BMW. Thì trước mắt mọi người nó đang là hình ảnh của hai cái dòng loa này, em sẽ quay gần hơn một chút nữa. Đây là full phiên bản bass 30 đây nhá, đây là phiên bản bass 30 đấy, bass 30 được chưa? Thế còn đây là phiên bản bass 25 này, 25 thiết kế rất là đẹp, có cái độ sắc nét rất là đẹp, sang chi tiết từng chút một, chi tiết từng chút một mọi người nhìn cũng có thể thấy được là nó rất là đẹp rồi, đúng không ạ? Rất là đẹp. Thì hàng về em về lúc này nó rất là đẹp, zin nhá mọi người nhá, đẹp zin, và nó sẽ có một chút những cái sữa sát nhỏ như thế này, được chưa? Những sữa sát nhỏ thì cái quá trình vận chuyển như này hàng bãi thì không thể tránh được, rồi đấy, cho nên là những cái chiếc sát nhỏ như này thì nó không phải chảy, không phải vỡ vẹo gì, thì em thì làm lại một chút cho nó đẹp về sơn thì rất là tuyệt vời. Thì dòng sản phẩm này thì phải nói là chất âm rất là hay. Thì tuy nhiên là em cũng nhấn mạnh luôn là giá nó cũng không hề rẻ nhá anh em nhá, giá nó không hề rẻ. Với cái chất tiếng của nó như vậy thì giá nó cũng không hề rẻ. Hiện tại thì giá mới bên hãng đang bán là đối với phiên bản bass 30 tận những 28-29 triệu, còn phiên bản bass 25 là 20-21 triệu. Trong khi đó giá bãi thì nó cũng rất là tốt hơn rồi, rất là dễ chịu, chưa bằng một nửa của cái giá mới anh em nhé. Cho nên là anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ em để sở hữu những cái sản phẩm này. Đấy, rất là tuyệt vời. Phải nói rằng là đúng là cái chất BMW, chất Nhật, thì nó đẹp đến từ những cái lớp sơn, có cái độ sang trọng toát lên từ những cái vỏ thùng, rất là ok, rất là đẹp. Thì đây ạ, từ những con ốc họ làm nó cũng rất là chắc chắn. Đây, đúng chất BMW nha mọi người nhé, 2012, được chưa? Mọi người đấy nhá, đã, tem hàng giả này, hàng này là hàng chính hãng nha anh em nhá, tất cả hàng BOV của em và sản phẩm bên Audio TMX cung cấp thì đều là hàng chính hãng, hết. Đây, thấy không ạ? Thì đối với cấu hình của bass 30 thì là sẽ một cái bass 30 và một cái chép kèn. Thì bass 30 thì là côn 76. Côn được sử dụng đó chính là côn dây nhôm dẹt nhá, dây nhôm dẹt. Và đã nếu như anh em đã biết về kỹ thuật một chút thì đã nhắc đến cái côn dây nhôm dẹt thì sẽ không phải nói gì đến cái chất âm của nó nữa rồi. Và từ 19 nhá, từ 190. Rất là khỏe, thì tí nữa em sẽ cùng mọi người chúng ta sẽ mở cái này ra. Nhưng mọi người có thể nhìn thấy là đúng là BMW nó làm nó cũng khác. Rất là đẹp, rất là chi tiết, và đặc biệt là tiếng thì rất là hay, tiếng rất là hay. Mọi người nhé, tiếng rất hay. Đấy, thì anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ bên em. Dòng này thì nó đang có một cái chất lượng âm thanh rất là tốt, tiếng bass rất là sâu lắng và mềm mại, chép thì đánh rất là hay, chép rất là hay. Thế còn một cái ưu điểm rất là tốt
chính là lời ca. Lời ca hiện tại thì đang được sử dụng là dây dẹt, cho nên là mang lại được một cái chất âm rất là tuyệt vời, lời ca rất là bay bổng nha, lời ca rất là bay bổng, rất là nhẹ, giúp cho người hát rất là feel, rất nhẹ luôn, rất nhẹ. Hiện tại em đã hát thử, ca thử và với cùng một cấu hình chạy thử với cả một chiếc đôi B3, một đôi B3 này. Mọi người nhìn thấy bạn, một đôi B3 bass 30 này thì chắc là anh em nào cũng biết về đôi này rồi. Nó chỉ là cái đôi HF121. HF121 thì BOV có phần nhỉnh hơn về tiếng mic, tiếng ca. Rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời, hát rất là hay, rất là nhẹ, rất là feel. Âm thanh rất là trong sáng, làm cho người hát rất là nhẹ nhàng. Thì sau đây em xin mời mọi người chúng ta sẽ đi chúng ta mở bên trong ra xem cấu hình ở bên trong nó như nào. Đấy, sẽ mở cả bát 25 nhá và cả bát 30. Để anh em chúng ta sẽ xem về hàng về là chúng em sẽ kiểm tra để xem là chất lượng nó như thế nào và tất cả mọi thứ nó còn đẹp hay không, chiếc loa nào hỏng, chiếc loa nào lỗi thì em sẽ có cái lọc ra, có chiếc loa nào đẹp thì bán ra đẹp, chiếc nào lỗi thì khắc phục và sẽ báo ra lỗi, và trước khi bán, trước khi thỏa thuận với khách hàng sẽ được làm việc rõ, khách hàng đồng ý thì chúng em mới chuyển hàng đi, chứ không phải là chúng em bán hàng linh tinh. Ngoài ra thì cũng còn rất nhiều những cái dòng sản phẩm khác thì anh em có thể tham khảo nha, anh em có thể tham khảo và cần những cái dòng sản phẩm gì thì có thể vào cái trang Audio TMX để có thể theo dõi và cũng như là cập nhật những cái sản phẩm mới bên em cập nhật và có thể biết thêm và xem những cái video giới thiệu sản phẩm từ bên em nha, từ bên em. Có rất nhiều những cái dòng sản phẩm khác thì anh em có thể tham khảo thêm. Đây ạ. Đấy, rất nhiều. Đấy. Thì sau đây mọi người chúng ta sẽ đi chúng ta sẽ khám phá và chúng ta sẽ mở. Sau đây xin mời mọi người chúng ta sẽ đi chúng ta khám phá về cái nội thất bên trong của cái sản phẩm loa BMB full này nhá. Đôi loa này thì nó rất là hiếm trên thị trường rồi, rất là hiếm nha, rất là hiếm. Thì chúng ta sẽ đi chúng ta khám phá bên trong xem là cái chất của BMB nó như thế nào. Thì đầu tiên có thể nói rằng là họ làm cũng rất là tỉ mỉ và chi tiết. Dập chữ BMB lên đây. In BMB lên đây. Mọi người thấy không ạ? Rất là đẹp, rất là đẹp. Thì cái chữ BOV này nó phụ thuộc vào chúng ta sẽ để cái chiếc loa này nằm hay đứng. Thì chúng ta sẽ xoay cái này làm sao cho nó thuận nhìn theo kiểu mắt. Ví dụ ở đây mọi người có thể thấy rằng là BOV nó đang để nằm. Được ạ. Tức là cái logo này có thể xoay được. Thì chúng ta sẽ cũng như ở đây là họ sẽ để cái chữ BOV nằm. Mọi người thấy không? BOV nằm. Đấy. Thế còn việc chúng ta xoay kiểu gì cũng được, nó rất là tuyệt vời, rất là tiện. Thế còn chúng ta để đứng thì chúng ta sẽ để đứng hết cả lên thì cho nó dễ nhìn, thuận nhìn theo chiều mắt. Ở đây thì bây giờ em sẽ cùng mọi người chúng ta sẽ lật cái này lên. Đây nha. Đấy. Sau khi về thì các anh dán ở bên Trung Quốc, các anh ấy đã tặng cho em một đống vật phẩm rất là ok. Em đã vừa mới dọn và phải nói rằng là đây là cái cấu hình bên trong của hai cái sản phẩm này, mọi người có thể nhìn thấy không ạ? Về cơ bản là sẽ giống nhau, đúng không? Về cơ bản là sẽ giống nhau, chỉ khác nhau về cấu hình là bass 25 hoặc bass 30 thì cái cấu hình công suất nó sẽ nhỏ đi thôi, còn chất âm và các thứ thì sẽ là giống nhau hết anh em nhé. Tùy theo không gian, tùy theo phòng, tùy theo diện tích của chúng ta, tùy theo nhu cầu mà chúng ta sẽ có những cái chọn lựa công suất làm sao cho nó phù hợp nha. Sau đây thì em sẽ cùng mọi người giới thiệu đây. Ui giời ơi, mấy anh dán này anh đi. Đây, đấy, một đống này. Thì em cũng sẽ phải dọn cái này này. Dọn cái này này. Ở trong này cũng rất nhiều này. Đấy. Và đây, này em dọn ra một đống đây. Đấy. Dán riết các thứ đây này. Thì em cũng luôn là sản phẩm này thì đối với tất cả những cái dòng này là đều được sản xuất tại Trung Quốc nhá. Đều được sản xuất tại Trung Quốc. Đấy, cho nên là với tất cả những cái đời từ bass 25 trở lên thì đều đã được sản xuất tại Trung Quốc rồi. Em sẽ giới thiệu mọi người cái cấu hình của dòng bass 30 của bass 25 đây. 25 này thì màng vẫn giống là màng giấy, được dập rất là đẹp, chi tiết, được chưa? Rất đẹp. Gân cũng được sử dụng là gân tẩm dầu. Nên mọi người nhìn cái gân nó rất là bóng. Thì cái gân tẩm dầu này nó cho cái ưu điểm là giúp cho cái gân lúc nào cũng ở trong cái trạng thái là ướt, ướt mềm, ướt và mềm.
làm cho cái gân hoạt động được tốt hơn, mọi người thấy không? Và cái dung dịch dầu cũng còn rất là tốt, bóng đẹp. Đây. Yeah, sản phẩm này rất là đẹp. Lại một chút là về cái cách chúng ta phân biệt lozin. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái keo của cổ của cái nón. Bây giờ keo nón, keo diềm nhá. Keo diềm nó đều khôn và không tét tè loe ra thì nó sẽ là sản phẩm zin, nhìn thấy không ạ? Thì đối với tất cả những cái dòng sản phẩm của BOV thì mọi người sẽ để em lưu ý luôn là mọi người sẽ nhìn thấy này. Và anh em mua về anh em bảo là em đã thay, đã sửa. Ở tại cái vị trí rìa này, mọi người thấy không ạ? Cái lớp keo ở đây nó sẽ hơi màu trắng trắng, nó tét ra. Hơi keo màu trắng trắng. Đây là cái lớp keo, là cái lớp keo dán của cái mút đè này, mút đè này nó sẽ tè ra nên màu trắng nhá. Tè ra màu trắng. Thế còn ở đây, đây là bên trong. Bên trong của sản phẩm thì vẫn là cái keo chuyên dụng của BOV. Mọi người nhìn cái keo của Côn. Được chưa? Là sẽ biết ngay. Đó chính là sản phẩm của BOV. Nó sẽ hơi màu nâu nhá. Đây thấy không? Mọi người thấy không ạ? Đấy, vẫn là những cái keo chuyên dụng và cái keo của BOV. Vẫn đậm chất BOV. Và lớp keo nhện. Đấy, lớp keo nhện nó phải được phẳng, đều đẹp. Thì chứng tỏ là sản phẩm sẽ chưa sửa chữa gì, tất cả đều zin. Và vẫn cái bản chất cái keo gắn, keo gắn của BOV, keo gắn nam châm. Đấy, BOV, được chưa? Đấy, mọi người nhìn sẽ thấy ngay, đây là sản phẩm BOV xịn nhá. Đây, dập mã đây, BOV CR2005 đây. Mọi người có thể thấy không ạ? 300W. Đấy, 300W. 300W của một cái củ bát này nhá, 300W của củ bát này. Đấy, thì mọi người có thể thấy rằng là nó rất là tuyệt vời nha, rất là tuyệt vời. Ở đây nó đang là rất đẹp và mọi người nhìn thấy thiết kế cái củ bát và nói là tuyệt vời, nhìn thấy cả côn và thoát nhiệt, giúp cho thoát nhiệt rất là tốt. Đấy, côn dây dẹt nó mang lại được một chất âm rất là bay, tiếng nghe rất thoát, tiếng nghe rất thoát, mọi người thấy không? Đấy, và dập luôn chữ BOV ở đây, phải nói là thật tuyệt vời đây ạ. Rất BMW. Đấy, BMW. Đúng là một cái sản phẩm hãng xịn, nó cũng khác. Thì ở đây đó chính là cái côn, cái bát. Còn đây là cái chép của cái sản phẩm BOV. Chép can này thì họng thì được làm bằng nhựa. Rất là dày. Đổ liền, rất là dày, mọi người thấy không ạ? Dày đến tận những hơn một phân. Và cầm rất là nặng, rất là chắc, không bao giờ bị gãy. Và rất là cứng, gõ cũng rất là đanh. Giúp nó cũng không thua kém mà giống như là chép họng bằng gang hoặc bằng thép. Tiếng nó phát ra cũng sẽ như thế. Vì khi ta gõ như này ta biết. Và một điều đặc biệt là đây là cấu hình chép. Rất tuyệt vời. Được chưa? Đây cũng BMW. Mọi người thấy không ạ? Chép cũng zin nhá. Đấy, ốc yếc vẫn zin, chưa tháo gì cả. Toàn bộ đều zin hết. Thì đấy là cấu hình của cái bát 25. Thế còn đây là cấu hình của bát 30. Mọi người có thể nhìn thấy không ạ? Bát 30 thì với cái lực từ nam châm nó to hơn hẳn, nói rồi. To hơn hẳn, nặng hơn. Từ tận 190 mà. Đấy. Được chưa? Mọi người thấy không? Vẫn cái lớp keo như thế. Vẫn lớp keo như thế. Và vẫn lớp xương như vậy. Thiết kế giống hệt nhau. Đấy, thế nhưng mà nó chỉ khác nhau về công suất thôi. Đây, mọi người thấy không? Vẫn lớp keo như thế. Đấy, keo rất BMW. Mọi người quen thuộc rồi. Ở đây thì đã có mấy anh dán anh ấy đánh dấu nên là cái lớp nhện vàng nó hơi bị đen đen chấm kìa. Đấy, keo nhện vẫn phẳng phiu. Được chưa? Màng mặt trước cũng gân tẩm dầu. Rất tuyệt vời. Đấy. Rất đẹp. Phải thừa nhận là BMW rất xịn. Đấy, thì anh em có thể thấy được rằng là nó rất xịn. Và đây nhá, với sản phẩm bát 30 nó cũng thế. Anh em có nhìn thấy không ạ? Nó cũng sẽ có cái lớp keo trắng trắng này. Đấy, cái lớp keo trắng này là cái lớp keo, cái đây là cái lớp keo trắng trắng này này. Đấy, trắng đây là cái lớp keo này để họ dán cái miếng này. Đây mọi người nhìn thấy không ạ? Đấy. Thế nhưng mà nó không phải là sản phẩm, không phải. Không phải là, đấy nhá, vẫn là hàng zin hết. Hàng zin hết. Đấy. Thì đấy là về cấu hình của lá chép. Đối với chép bát 30 thì nó sẽ có khác một chút. Đấy.
công suất lớn hơn. Được chưa? Và họng thì cũng vẫn như thế. Họng vẫn như thế. Thì đấy là về cái cấu hình của hai cái sản phẩm Bát 25 và Phát Bát 30 giống hệt nhau và cũng đây. Cũng dập này. Cũng dập BMB này. Đấy, rất tuyệt vời. Và seri đây. Anh em nhìn nhá. Đấy. Seri này thì đều được in khắc nhá, nên là không phải là chúng ta tẩy xóa là dễ dàng đâu. Và cái thứ hai anh nhìn nó rất là sắc nét. Đấy, không phải là hàng nhái đâu. Ở bên em thì không làm hàng nhái. Thì hai cấu hình của hai chiếc loa này thì đều được sử dụng, đó chính là đối với loa bass thì sử dụng là côn dây nhôm dẹt. Cho nên là tiếng nó rất là tốt. Ở dây tuy là dây nhôm dẹt nhưng họ sẽ vẫn phải mạ đồng nhá, vẫn mạ đồng. Thì đặc điểm và đặc biệt những cái dòng của dây này, dòng của dây này thì nó sẽ mang lại được một cái chất âm rất là bay, tiếng bass rất là sâu lắng và mềm mại, rất là sâu lắng và mềm mại. Và với cái côn đối với loa to thì côn nó rất là to, côn tận 76 cơ, từ như tận 19 cơ, rất tuyệt vời. Em nghe rất là ok, rất là ok. Chất âm nó rất là sâu lắng, mềm mại, rất là sâu lắng, vẫn đúng chất BMB, vẫn đúng chất BMB từ xưa đến giờ mọi người đã biết rồi, đúng không ạ? Từ xưa đến giờ mọi người đã biết rồi. Và cái côn dẹt thì nó làm cho cái tiếng ca. Ngày xưa thì BMB đối với dòng loa nằm thì mọi người có thể nhận thấy được rằng là cái giải lời nó hơi yếu, giải lời nó hơi yếu, nó hơi bị chìm lời, làm cho người hát cảm giác thấy rất là nặng nề, rất là nặng nề. Thì đối với sản phẩm bây giờ thì BOV nó bây giờ nó rất là, có thể nhìn thấy nó rất là đẹp đúng không ạ, rất đẹp. Thì nãy em có nói rồi là đối với BOV bây giờ, đối với loa full thì bao giờ cái tiếng ca nó sẽ rất là tốt, tiếng ca nó tốt hơn rất là nhiều, tiếng ca rất tốt, bay bổng nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là cái tiếng bass với dòng loa này rất là sâu mềm thoát. Giá thì so với những cái dòng BMW như là 1.000-2.000 thì chất âm của bọn này hoàn toàn hơn nhá, chất âm hoàn toàn hơn hẳn luôn về cái chất âm. Công suất chúng ta sẽ không bàn đến, nhưng về chất âm thì khẳng định một điều là hơn, khẳng định là hơn. Đấy, thì đấy là đối với những cái dòng như là BMW là full bây giờ. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng mọi người cùng đi chúng ta khám phá về bên trong nhá, khám phá về bên trong. Thì mọi người có thể thấy rằng là ở cái phân tần thì đây, mọi người hoàn toàn có thể thấy được không ạ? Đấy, đây là phân tần của Bát 25, rất là khủng, đúng không ạ? Rất là khủng, rất đẹp, đúng là BMB họ làm cũng rất là chi tiết, từ những cái cuộn đồng cũng được quấn và được sử dụng những cái lõi rất là đẹp, cuộn đồng đấy, và sử dụng những con tụ, những con trở rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Thì còn tụ rất là xịn đấy mọi người nhá. Ở bên này, đây là phân tần của Bát 30 thì sẽ to hơn một chút. To hơn một chút nhá. To hơn một chút, khác một chút về thiết kế một tí, thiết kế một tí. Và cuộn đồng được to hơn vì hàng Bát 30. 30 công suất cũng sẽ to hơn một chút nhá, về điện trở. Đấy. Thì đối với những cái dòng như thế này thì thôi không phải nói về chất âm hay nữa rồi, đúng không? Không phải nói, không phải bàn cãi gì về chất âm nữa. Thế nhưng mà vàng ở đây cũng đều có những thiết bị chống cháy cho loa chép, vẫn đặc chất BMW, đặc chất BMW 100% BMW toàn sử dụng cái này, toàn sử dụng cái con này để chống cháy cho loa chép nhé anh em nhé. Và bên này cũng có này, đấy, bên này cũng có này, đấy. Thì ở đây là 100% đều là của BMW. Thì chúng ta có thể thấy được rằng là rất tuyệt vời, dây đồng rất to quá. To quá. Đây, bên này là của Bát 30. Thì về cơ bản là giữa Bát 30 và Bát 25 nó chỉ khác nhau về công suất nhá. Khác nhau về công suất thôi. Cho còn về chất âm và các thứ thì nó sẽ đều là như nhau hết. Đều là như nhau hết nhá. Mọi người nhá, về kể cả tất cả những cái linh kiện cho đến những cái chi tiết bên trong thì đều sử dụng giống nhau hết, đều sử dụng giống nhau hết, cho nên là anh em hoàn toàn cứ yên tâm mà sử dụng thôi. Rất là tuyệt vời. Đây là em vừa rồi thì em đã giới thiệu mọi người về đây là cái chất âm cũng như là những cái chất của sản phẩm BMB. Chúng ta sẽ liên quan đến bên đằng sau một tí. Phải nói là tuyệt vời đúng không mọi người nhỉ? Đây, lớp sơn thùng rất là đẹp. Sơn thùng rất đẹp, lỗ thông hơi. Lỗ thông hơi như này thì giúp cho cái thông hơi nó sẽ thoát hơi rất là tốt. Thoát hơi rất là tốt. Thì ở đây thì đây. Để mọi người thấy đây là con Bát 25. 25 CRS 2010C nhá. 2010C.
tem của BOB, những cái này thì đều anh em đều đã biết về nó rồi, em không phải giới thiệu gì nữa, đều đã biết về cái cách phân biệt của cái tem đấy rồi. Hàng này vẫn được sản xuất tại China nhé, đấy, vẫn được sản xuất tại China. Rắc nhiêu chích thì được sử dụng rất là tốt, đấy, rắc nhiêu chích sử dụng rất là tốt. Được chưa? Đấy, 1200W, nhưng thực tế chỉ được cái công suất ở đây nhé mọi người, một vài anh em cũng cần phải lưu ý, công suất ở đây là công suất thùng, công suất khi vào thùng, chứ còn công suất thật ở củ vát. Đây đây là cái cách để chúng ta chọn lựa một chiếc loa và một chiếc đẩy. Công suất ở cái củ bát thực tế chỉ có 300W thôi. Thế còn công suất đầu thùng ghi đến tận những 2000W, những 1200W thì chúng ta sẽ có những cái cách chọn lựa, chúng ta sẽ lựa vào cái công suất của cái bát để chúng ta chọn cái đẩy hay là cái cục công suất cho nó nhá, chọn cái cục công suất cho nó. Chứ còn dựa vào cái công suất thùng này thì chúng ta sẽ không thể chọn được công suất cho đâu. Nếu chúng ta vác một con đẩy 1200W về chạy thì đua này thì không chạy nổi. Nhá. Thế còn đây là bên này là 330 2012 thôi. Tận 2000W, nhưng trong khi đó chỗ tôi cũng cái chiếc bát chỉ có 500W thôi. Này, mọi người thấy không ạ? Đấy. Vẫn là BOB, vẫn rất đẹp. Và đó, họ sử dụng cái lớp sơn rất là sang. Cũng có sần nhưng mà sần rất là ít nhưng rất sang. Và cua từ những cái góc cạnh. Mọi người thấy không? Từ những cái góc cạnh rất là sang trọng đẹp. Và nó là đẹp. Thì đấy là vừa rồi là em đã giới thiệu và cũng như là cùng mọi người chúng ta sẽ đi khám phá về bên trong của cái sản phẩm BOV này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi test thử cái chất âm của nó nhá. Sau đây em xin mời mọi người chúng ta sẽ đi chúng ta test thử cái chiếc loa full BOV xem là chất âm của nó như nào nhá. Phải nói là anh em cảm nhận chất âm nó rất là tuyệt vời. Hát karaoke phải thật tuyệt và kể cả nghe nhạc chúng ta nghe thì nó cũng đều rất là bay bổng, rất là bay bổng. Và cái tiếng mic nó rất là tốt. Đây em có thể thử mọi người thấy nhá. Tiếng mic rất là tốt. Dòng loa này mới hát Ziver thì tuyệt vời. Ziver rất tuyệt luôn. Đây, mọi người Ziver đây. Rất tuyệt. Ziver hát Ziver rất là nhẹ, không nặng hơi một tí nào nha. Cùng mọi người chúng ta sẽ đi chúng ta thử vậy. Hát thử một bài hát nha. Anh về tìm em hoa câu sao ca, con mắt liếc lại bằng ba đường gà. Câu hát mời chầu Hà Nam quê ta, duyên dáng thiên tha. Câu dân ca có từ bao giờ mà để thương để nhớ để đợi để chờ. Về bên phố vẫn đi trên con đường mới tìm câu dân ca. Về bắc Thanh Châu vẫn nghe câu ca nao lòng. Anh sang chờ bầu tìm mua buông câu. Anh qua cầu Hồng Phú Phù Lý ơi. Chiều nay châu tinh châu tình em còn son, anh cũng còn son. Anh về thưa với mẹ cha để đôi ta đường làm con một nhà. Phải thừa nhận là chất âm của nó rất hay mọi người ạ, chất âm rất hay, hát rất là bay bổng, nói chuyện cái tiếng hát rất là thật, rất là bay, rất là nhẹ. Rất nhẹ. Như là em đang nói chuyện đây. Đây, tiếng không hơi khác một chút nào, rất nhẹ. Anh về tìm em qua câu dân ca, con mắt con liếc lại bằng ba đường.
duyên dáng thiết tha. Phù ly quê nhà câu dân ca, có từ bao giờ mà để thương để nhớ, để đợi để chờ. Về bên phù văn đi trên con đường mới tìm câu dân ca, về bằng Thanh Châu vẫn nghe câu ca nào nào. Anh sang chờ bầu tìm mua buộc con, anh qua cầu Hồng Phú Phù Lý ơi. Câu hát dân ca mà em vẫn hát, chầu này châu tính châu tình em còn son, anh cũng còn son. Anh về thưa với mẹ cha để đôi ta làm con một nhà. Phù Lý ơi, câu hát dân ca mà em vẫn hát, chầu này châu tính châu tình em còn son, anh cũng còn son. Anh về thưa với mẹ cha để đôi ta cùng làm con. Rồi đôi ta là có một nhà. Người đặt nghe sẽ âm ở phút đầu làm bên một bên. Phút 30, à phút 25 cũng sẽ như thế nhá. Phút 25 tiếng chất âm nó cũng sẽ như này, rất là ngọt ngào, tiếng rất là bay. Thật tuyệt vời với BMW Full, tôi rất muốn cái lồng loa rất hiếm trên thị trường. Đây là một lồng loa rất hiếm trên thị trường của BMW, rất hiếm. Cho nên là anh em nào có nhu cầu thì có thể qua mua sản phẩm bên em. Hiện tại thì em đang chạy không hề có sức, nhà không có sức viên kiểu bát rất là sâu nóng sâu mặt. Được cái chất âm của tôi loa BBB Full 30 với model là đây, model ở đây. Với cái model đó chính là CSS 2012, còn Full 25 là CSS 2010. Phải nói chất âm rất tuyệt vời, hàng BBB chính hãng nha mọi người nhé. Chính hãng BBB. Anh em có nhu cầu có thể liên hệ em thông qua cái số điện thoại là 0976 833 612. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video lần sau. Chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi video này và thấy video này có ích thì có thể nhấn vào cái nút đăng ký kênh theo